Chào các bạn, nhiều người đã hỏi tôi cách khôi phục lại những cái bức ảnh, những đoạn video đã lỡ tay xóa mất trên điện thoại. Có nhiều cách để khôi phục lại những cái bức ảnh, những video đã xóa bằng phần mềm và cả không bằng phần mềm. Thì hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một cái thủ thuật khôi phục lại những cái bức ảnh, những đoạn video đã lỡ tay xóa mất trên điện thoại Android mà không cần đến bất cứ phần mềm nào hết. Tôi sẽ thực hiện trên điện thoại Samsung. Thì như các bạn đã biết, tất cả những video, những hình ảnh sẽ được lưu trữ trong bộ sưu tập. Các bạn mở bộ sưu tập lên. Đây, trong bộ sưu tập này có rất là nhiều album chứa ảnh và video. Trong đây tôi sẽ làm cho bạn thấy album share này. Tôi mở lên, trong album này có 4 tấm ảnh, 4 file ảnh. Tôi sẽ xóa đi ba file cho bạn thấy này. Xóa rồi, vậy là trong cái bộ sưu tập này không còn cái 3 cái tấm ảnh kia nữa. Bình thường các bạn vào đây tìm sẽ không thấy bởi vì đã xóa. Và để khôi phục lại những cái bức ảnh này thì các bạn cần phải có internet, tức là điện thoại phải kết nối 3G hoặc là kết nối wifi. Các bạn cũng lại thực hành như sau: mở bộ sưu tập lên. Trong bộ sưu tập này sẽ có chữ nhiều hơn, các bạn nhấp vào cài đặt, chạm vào chữ thùng rác. Vâng, đây, trong thùng rác tôi đã chứa tất cả những cái các bạn đã xóa trong vòng 15 ngày. Nếu 15 ngày mà các bạn trong vòng 15 ngày các bạn không khôi phục thì nó sẽ tự động xóa vĩnh viễn. Và cái thùng rác này là thực chất là nó nằm ở trên mạng đó, cho nên phần cần phải có mạng mới lưu trữ được, mới khôi phục được. Đây, tôi sẽ khôi phục, các bạn thấy 3 bức ảnh mà tôi đã xóa đi này. Các bạn chỉ chọn những bức ảnh cần khôi phục, chạm vào khôi phục. Rồi các bạn quay trở lại bộ sưu tập. Đây, mở album share lên. Vâng, đây là 3 tấm ảnh mà tôi đã khôi phục thành công. Như vậy là quá đơn giản không các bạn? Nhưng mà các bạn lưu ý là để làm việc này là điện thoại phải kết nối wifi hoặc 3G. Rồi, như vậy tôi đã hướng dẫn xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem video này. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.